Thực chất ra mà nói thì trong y học cổ truyền chúng ta thì chúng ta có rất nhiều các cái bài thuốc, các vị thuốc mà có thể là giúp cho chúng ta vừa phòng ngừa vừa là điều trị bệnh trí rất là tốt. Mà cái này là kinh nghiệm y học cổ truyền rất là nhiều. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ xa xưa thì cái trĩ trong y học cổ truyền được gọi là trĩ hạ, thì các cụ chúng ta hàng nghìn năm nay rồi chúng ta vẫn điều trị bằng biện pháp y học cổ truyền, mà tôi cho là biện pháp đó rất là tốt. Đấy, ở trong đó thì có thể sử dụng những cái vị thuốc, nó có thể là thanh nhiệt, rồi là chống viêm, rồi là vấn đề cầm máu vân vân. Tôi nói ví dụ như hiện nay thực chất là có rất nhiều các cái sản phẩm mà để điều trị trĩ. Như tôi nói ví dụ như một sản phẩm An Trĩ Vương chẳng hạn, thì trong đó thì có thể nói là các nhà sản xuất người ta rất khôn ngoan khi mà người ta kết hợp những cái vị thuốc với nhau. Tôi nói ví dụ như là trong đó người ta sử dụng đến rau diếp cá. Diếp cá thì bạn quá biết rồi đúng không? Yeah. Diếp cá người miền Nam rất là thích ăn. Yeah. Thì có thể nói rằng là rau diếp cá thì nó thanh nhiệt, tiêu độc, rồi là trừ phù vân vân. Nhưng mà tất cả những người trĩ đến với chúng tôi thì tôi khuyên bao giờ là nên ăn nhiều rau diếp cá. Nó thanh nhiệt, nó cầm máu rất là tốt. Cái thứ hai nữa là cái vị đương quy. Đương quy nó là vị thuốc bổ huyết, nhưng đồng thời nó là chống táo bón rất tốt. Mà chúng ta biết là những người bị táo bón là những người rất dễ bị trĩ. Đấy. Thế rồi nữa là gì? Là chúng ta sử dụng rutin. Rutin tức là trong thành phần, thực chất nó là một cái gọi là chất mà từ hoa hòe. Nó làm củng cố thành mạch, nó làm bền vững thành mạch. Vì làm sao? Bởi vì trĩ nó dễ vỡ bởi vì là thành mạch chúng ta không đủ tốt. Đấy. Thế ngoài ra nữa là trong đó là còn có magie. Magie là cái mà chúng ta có thể là chống táo bón rất là tốt. Nhưng mà cái đặc biệt của cái An Trĩ Vương là ở chỗ là gì? Là An Trĩ Vương đã sử dụng cái cucumin. Cucumin là một cái thành phần cực kỳ hay của cái củ nghệ của nước chúng ta. Nhưng mà cái cucumin này á, nó không phải đơn giản là sử dụng cucumin, mà cucumin này á, nó còn kết hợp với lecithin của đậu nành, kết hợp với cellulo, và nó là một cái thành tựu mà của Ý người ta sản xuất ra. Đấy. Cho nên là dùng cucumin này á, thì cái sự hấp thu của nó thì rất là cao, và từ đó nó tạo ra cái hiệu quả rất tốt trong vấn đề điều trị bệnh trĩ. Cho nên tôi nói là có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà có thể nói là An Trĩ Vương là một trong những sản phẩm tôi cho rất là điển hình trong vấn đề chúng ta có thể là dự phòng bệnh trĩ này, hỗ trợ điều trị. Thậm chí kể cả những bệnh nhân mà sau khi dụ độ 3, độ 4 chúng ta phẫu thuật, nhưng mà chúng ta dùng nó thì hiệu quả nó rất là